Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay em và quý cô bác cùng vào bếp để làm món bánh tây yến nha. Cách làm bánh tây yến vô cùng dễ luôn đó. Hôm nay em sẽ chia sẻ với quý cô bác cách pha bột như thế nào và một chút xíu mẹo để cho bánh tây yến của chúng ta phồng lên như là bánh bò. Đảm bảo là quý cô bác ăn rồi sẽ thích ngay và công thức siêu đơn giản. Cách làm cũng rất là dễ. Và đây là công thức siêu đơn giản nhất nhưng mà cho ra phần bánh khá là ngon. Bây giờ em sẽ lấy cho quý cô bác xem bên trong cái bánh nó như thế nào nha. Phần rìa bánh bên ngoài nó khá là giòn, còn cái bánh bên trong thì nó mềm và dẻo. Ở giữa cái bánh thì nó bông lên giống như là rễ tre, y như là bánh bò vậy đó quý cô bác. Bột thì không cần ủ đâu. Nếu quý cô bác thích bánh tây yến mà em làm thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu đầu tiên đó chính là 200g bột. Quý cô bác dùng bột gạo loại nào cũng được, bột gạo lọc hay là bột gạo thường đều được. Và 50g bột năng. Bột năng sẽ giúp cho cái bánh tây yến mềm và dai hơn. Vậy tổng cộng là 250g bột thì em dùng 100g đường. Đường em dùng là đường cát. Và 1/4 muỗng cà phê muối và 2 ống vani hay còn gọi là đường thơm. Và 170ml nước cốt dừa. Thêm một ít dầu ăn để chiên. Nguyên liệu đơn giản chỉ có bấy nhiêu thôi. Bây giờ thì em xin mời quý cô bác cùng làm với em nhé. Bột gạo thì em cho hết vào cái âu lớn, trộn thêm bột năng vào. Tiếp theo là cho 1/4 muỗng cà phê muối vào. Trộn đều lên. Bây giờ em sẽ cho nước cốt dừa vào nha, cho từ từ vào đến khi nào hết 170ml nước cốt dừa thì thôi. Vừa cho và vừa khuấy như thế này. Tiếp theo quý cô bác dùng tay, chúng ta nhồi cho cái phần bột này nó thật là dẻo và dai, thật là mịn nha. Nhồi khoảng 10 phút thì thấy bột nó mịn như thế này nè quý cô bác. Rồi bây giờ bắt đầu em trộn đường vào nha. Quý cô bác trải đều ra và bắt đầu cho hết 100g đường vào. Bây giờ em sẽ dùng tay để trộn đều phần đường với bột. Quý cô bác đừng sợ là bột khô, cho đường vào trộn một chút xíu thì bột nó tự khắc sẽ nhão ra thôi. Quý cô bác thấy không, bột đã tan chảy ra rồi nè. Dùng tay để mà nhồi như thế này thì bột nó sẽ đều hơn. Khi bột đã tan chảy lỏng ra rồi thì quý cô bác dùng tay chúng ta nhồi hoặc là đánh hoặc là bóp như thế nào đó. Trộn như vậy cho em 20 phút nha. Cái công đoạn này nó hơi mỏi tay một chút xíu nhưng nó quyết định cái bánh nó ngon hay là không. Trộn như vậy, thứ nhất là giúp đường nó hòa đều vào trong bột. Thứ hai nữa là giúp bột lên men. Để khi chiên thì bánh tây yến phồng lên và có được cái tay cao hơn. Đánh được 15 phút thì quý cô bác xem nè, bột của chúng ta đã có những cái bọt bong bóng khí nhỏ như thế này. Là bột nó đã dậy rồi đó. Giờ thì cho 2 ống đường thơm vào. Đường thơm hay còn gọi là vani đó quý cô bác. Món bánh này phải dùng tay để mà đánh, tại vì là phải sờ cái phần bột này là nó mịn hay chưa. Nó mịn thì mới đạt. Trộn đều phần vani với bột. Sau đó thì em sẽ mang cái phần bột này đi lượt qua rây. Lượt qua rây để loại bỏ bớt đi cái lợn cợn trong bột. Khi làm cái bánh thì nó sẽ mịn màng và ngon hơn. Bây giờ em sẽ chuẩn bị đi lượt bột nha. Lúc ban đầu thì bột nó rất là cứng tay, không có đánh bằng cái phới được. Sau khi mà lượt bột xong thì bột nó đã lỏng mịn rồi. Thì chúng ta dùng phới đánh thêm 5 phút nữa, cho được 20 phút nha. Phải đánh cái phần bột này ít nhất 20 phút và đánh liên tục, không được nghỉ tay.
Nếu muốn cái tai yến nó dởn lên cao hơn thì quý cô bác cứ đánh lâu thêm một chút nữa. Đánh càng lâu thì bột càng lên men, thì cái tai yến nó càng phồng cao lên. Bây giờ em sẽ dùng cái phới này đánh cái phần bột này thêm 5 phút nữa nha. Sau 5 phút thì bắt đầu đi chiên bánh tai yến thôi. Quý cô bác chiên bánh tai yến bằng một cái chảo nhỏ, sâu lòng thì dễ chiên hơn. Lượng dầu ăn cho vào thì đừng có nhiều quá. Độ sâu của dầu ăn quý cô bác đo bằng đũa, khoảng bằng một cái lóng tay hoặc là hụt hơn một cái lóng tay là được. Quý cô bác vặn lửa cho thật là to, sau đó thì tắt bếp và bắt đầu đi đổ bánh tai yến. Em dùng một ly trà, mỗi một cái bánh như vậy thì em sẽ dùng một ly bột. Rồi bây giờ bắt đầu cho vào chảo dầu nha. Quý cô bác cứ đổ vào như thế này. Đó, nó đã phồng lên rồi kìa. Khi nào đổ bột vào trong dầu xong thì quý cô bác bật bếp lên trở lại và để lửa thật là nhỏ nhé, để cho bánh có thời gian phồng. Thứ hai nữa là cho bánh nó chín từ 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 ngoài vào trong. Tùy theo quý cô bác thích ăn bánh tai yến là nó to hay là nhỏ. Nếu thích ăn cái to thì có thể dùng đầy ly bột cũng được. Quý cô bác chiên đến khi nào mà thấy cái dành bánh xung quanh nó đã vàng giòn thì quý cô bác lật cái bánh lại. Bánh tai yến của chúng ta có cái tai khá là đẹp. Sau khi lật bánh trở lại thì quý cô bác để khoảng 30 giây thì chúng ta gấp bánh ra ngay. Như vậy là cái bánh tai yến nó đã chín rồi nè. Quý cô bác nhìn thấy hấp dẫn không? Cái rìa bánh bên ngoài rất là giòn. Bây giờ thì em đổ tiếp tục cho hết phần bột còn lại nha. Cũng y như vậy, quý cô bác tắt bếp, sau đó thì gấp bánh ra, rồi múc bột, rồi đổ vào, rồi bật bếp lên để lửa thật là nhỏ, đợi khi nào bánh vàng cái phần rìa bên ngoài thì bắt đầu chở bánh lại, để 30 giây thì gấp bánh ra. Quý cô bác cứ áp dụng công thức y như em đi, đảm bảo là làm thành công ngay lần đầu. Hai trăm năm mươi gram bột thì em làm được 12 cái bánh tai yến như thế này, to hơn nắm tay. Bánh tai yến sau khi hoàn thành có mùi rất là thơm, khi ăn thì vị ngọt vừa phải, béo béo. Phần rìa bên ngoài thì giòn rụm, còn phần bánh bên trong thì mềm mềm, dẻo dẻo. Em xin chúc quý cô bác làm thành công để có một món bánh ngon đãi gia đình mình nha. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.